Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Ông Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc, hai bên ký 10 văn kiện hợp tác. Nga khám phá 23.5 tỷ chuyển lậu ra ngoại quốc. Tổng thống Afghanistan đưa điều kiện mới về hòa đàm với Taliban. Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng chiến thuật mới, đứng tại chỗ. Thưa quý vị, hôm thứ Tư, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam chính thức thăm Trung Quốc và gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác tại Bắc Kinh. Đáng chú ý trong các văn kiện này là việc hai nước sẽ thăm dò dầu khí chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp hai nước lần đầu tiên sẽ lập đường dây nóng để giải quyết các vụ va chạm liên quan đến ngư dân trên biển. Việt Nam và Trung Quốc cũng thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ quốc phòng và xây dựng trung tâm văn hóa tại hai nước. Trung Quốc sẽ cấp khoản vay ưu đãi 320 triệu nhân dân tệ cho dự án hệ thống thông tin đường sắt và còn có một hiệp định cho vay liên quan đến dự án nhà máy đạm than Ninh Bình trị giá 45 triệu đô la. Hai bên còn ký chương trình hành động giữa hai chính phủ về triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Sang trong cương vị chủ tịch nước và cũng là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Trung Quốc có dàn lãnh đạo mới. Giới quan sát cho rằng hai chủ đề chính trong chuyến đi lần này của ông sẽ là kinh tế, thương mại và an ninh ở Biển Đông. Ngân hàng Trung ương Nga cho hay đã khám phá ra một hệ thống gồm các công ty vỏ bọc được thành lập để chuyển lậu tiền ra ngoại quốc với trị giá nhiều tỷ đô la. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, ông Sergei Ignatiev, người sắp mãn nhiệm kỳ, cho Quốc hội Nga hay hôm thứ Tư rằng có khoảng 173 công ty hoạt động chỉ một ngày đã giúp chuyển ít nhất 760 tỷ rúp, tức là khoảng 23.5 tỷ đô la ra ngoại quốc. Các công ty vỏ bọc này là cách chuyển tiền lậu thông dụng nhất ở Nga. Ông Ignatiev nói rằng phần lớn các vụ chuyển tiền lậu xảy ra trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, dù rằng cũng có một số vụ xảy ra năm 2008. Ông cho hay đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra hồi tháng 5 liên quan đến vấn đề này. Ông Yanichev cho Nhật báo thương mại Vedomoti thay rằng khoảng 49 tỷ đô la được chuyển lậu khỏi Nga mỗi năm, chừng một nửa trong số này là từ các tổ chức tội phạm. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai hôm thứ Tư cho hay sẽ ngưng không tham dự hòa đàm với phía Taliban nếu Mỹ không ngưng các cuộc thương thảo song phương với thành phần phiến quân này, và Taliban cũng phải ngưng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng chính phủ. Ông Karzai cho hay đã bày tỏ sự giận dữ về việc Mỹ và Taliban hôm thứ Ba loan báo việc khởi sự các cuộc họp sơ khởi ở Qatar mà không có sự hiện diện của phía chính quyền Kabul. Theo một bản thông cáo do văn phòng Tổng thống Afghanistan đưa ra, ông Karzai nói rằng Hội đồng Hòa bình của ông sẽ không đến họp mà cũng chẳng họp cho đến khi nào tiến trình hòa đàm hoàn toàn do người dân Afghanistan định đoạt. Ông Karzai vào sáng ngày thứ Tư cũng loan báo ông tạm ngưng các cuộc thảo luận với Mỹ về một thỏa ước an ninh mới để phản đối việc Washington họp riêng với Taliban, bất kể sự không đồng ý của Kabul. Ông cũng nói rằng hòa đàm không thể khởi sự trong khi còn giao tranh và đổ máu. Người biểu tình chống chế độ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có một hình thức phản kháng mới hôm thứ Ba, với mọi nơi công cộng đầy những người đứng, ngồi yên tại chỗ không làm gì. Những người biểu tình chống 10 năm cai trị của Thủ tướng Recep Erdogan nói rằng lực lượng an ninh của ông có thể đẩy họ khỏi công viên Gezi Park ở trung tâm thành phố Istanbul, nơi họ từng chiếm đóng trong hơn 2 tuần lễ. Tuy nhiên, ông Erdogan không thể cấm họ đứng yên tại chỗ. Hơn 1.000 người kéo đến quảng trường Taksim Square trong ngày, đứng lặng yên và chăm chú nhìn vào bức chân dung khổng lồ của người thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ mà lực lượng an ninh đem đến treo trước một tòa nhà trong tuần qua. Cách phản đối mới này do một nghệ sĩ trình diễn khởi xướng sau khi ông thực hiện lần đầu vào tối ngày thứ Hai ở quảng trường Taksim Square, ngày mà có hơn 80 người bị bắt vì chống chính quyền. Chế độ Erdogan trong khi đó cho hay sẽ đưa ra luật chống khủng bố trên mạng nhằm ngăn không cho thành phần chống chế độ sử dụng các mạng xã hội như Facebook và Twitter để liên lạc và phối hợp với nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.